Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 4 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin New York tử vong cúm Vũ Hán tăng vọt, lò thiêu hoạt động hết công suất. Các lò hỏa thiêu tại thành phố New York của Mỹ đã phải tăng thêm giờ và thiêu xác chết mãi đến tận khuya. Bang New York đã bắt đầu cập nhật liên tục các lễ mai táng và ngày càng sử dụng các nghĩa trang xa thành phố hơn về phía bắc của tiểu bang để tạm chôn cất người chết ở đây. Dịch cúm Vũ Hán càn quét qua bang New York chưa lên tới đỉnh điểm mà những người làm việc mai táng chưa bao giờ bận rộn như lúc này, theo bảng tin của hãng thông tấn Reuters cho biết như vậy. Đây là hình ảnh do hãng tin Bloomberg đưa tin, thành phố New York đã điều động tới 45 xe tải đông lạnh, mỗi xe có thể chứa được 44 thi thể để dự phòng cho nhà xác khi bị quá tải. Các nhà quàng tại nghĩa trang cho biết mức cầu tăng chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ vì dịch cúm Vũ Hán. Đại dịch đã lây nhiễm cúm Vũ Hán cho hàng ngàn người và giết chết hơn 2.300 người trên toàn bang New York. Và tính đến khoảng 2 giờ chiều ngày 2 tháng 4 năm 2020 giờ miền Đông của Hoa Kỳ thì đây là một con số rất đáng buồn. Thông tin cho biết chúng tôi đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, điều đang bắt đầu trở thành hiện thực theo nhiều nghĩa khác nhau. Ông Mike, giám đốc điều hành Hiệp hội các giám đốc bang tang lễ tại New York cho biết như vậy. Theo hãng thông tin Reuters cho biết, đa số người dân New York thường dựa vào chọn hỏa táng hơn là chôn cất. Thế nhưng, thành phố đông dân nhất nước Mỹ này chỉ có 4 trung tâm hỏa táng, bao gồm một ở Bronx, một ở Brooklyn và hai ở Queens. Không ai có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra. Ông Dietz, chủ tịch hội hỏa táng tại Queens cho biết như vậy. Ông Dietz miêu tả đại dịch này là một trong những sự kiện khủng khiếp nhất ông từng chứng kiến trong suốt 52 năm hành nghề. Nhà hỏa táng thuộc nghĩa trang Greenwood của Berkeley cho biết họ nhận từ 15 đến 20 thi thể mỗi ngày từ khi tăng giờ làm việc, tăng gần gấp đôi so với những con số bình thường trước đó. Và tình trạng dồn ứ đang dần ảnh hưởng đến các bệnh viện. Trung tâm Bệnh viện Berkeley vào hôm 31 tháng 3 năm 2020 đã thông báo các thi thể của bệnh nhân đang được lưu tại nhà xác lâu hơn bình thường vì các gia đình không thể nhanh chóng thu xếp việc mai táng. Đây là hình ảnh bên ngoài của một cái nhà xác tạm dựng ở New York. Nhiều liều bạt như thế này đã được sử dụng để tăng cường việc chứa xác người chết cùng với các container đông lạnh để gần đó. Trong khi đó, ông Andre, quản lý hãng dịch vụ tang lễ ở Bergen thì cho biết như sau. Các ngăn lạnh của tôi đã đầy, nhưng tôi không thể đưa đi thi thể đi hỏa táng nhanh được. Sức chứa nhà xác ở bên Bergen đã lên tới 40 thi thể, theo ông Nimmo cho biết. Một cư dân tên là Moylan nói ông không nhớ trong 48 năm ông cư ngụ ở Greenwood có bất cứ thời điểm nào chứng kiến cảnh nhiều người chết vì một nguyên nhân như thế này. Ông nói sự kiện gần nhất là dịch cúm Vũ Hán bây giờ có thể là biến cố 11 tháng 9 khi tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã giết chết gần 3.000 người thì tình trạng cũng tương tự. Tiểu bang này đã phải nới lỏng quy định về môi trường để cho phép các lò thiêu người hoạt động nhiều thời gian hơn, trong khi số tử thi chờ được mai táng được dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao trong những ngày tới. Mỹ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép. Đó là hôm 2 tháng 4 năm 2020, đã có 1.169 bệnh nhân tại Hoa Kỳ qua đời vì cúm Vũ Hán. Đồng thời có thêm hơn 6,6 triệu người mất việc trong vòng một tuần lễ do tác động của đại dịch cúm này. Theo số liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins, số ca tử vong tại Mỹ trong ngày hôm qua đã tăng thêm gần 1/3 so với hôm 1 tháng 4. Tới nay, chưa một quốc gia nào trên thế giới vượt ngưỡng 1.000 người chết vì cúm Vũ Hán trong một ngày. Mỹ đang là có số ca lây nhiễm cao nhất thế giới với hơn 260.000 ca lây nhiễm và 6.600 người đã thiệt mạng. Và bên cạnh cuộc khủng hoảng về y tế nghiêm trọng đó, Hoa Kỳ còn phải đối mặt với những tác động nặng nề về kinh tế do dịch bệnh gây nên. Trong 2 tuần qua, 10 triệu dân Mỹ đã mất việc làm vì đại dịch cúm Vũ Hán tràn từ Trung Quốc sang. Đây là hình ảnh hơn 6,6 triệu người Mỹ đã phải nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào tuần cuối cùng của tháng 3 năm 2020. Họ phải xếp hàng rất dài để đến lượt.
thông tín viên của đài RFI của Pháp từ thủ đô Washington, tường thuật như sau. Hiện tượng chưa từng thấy, giới chuyên gia kinh tế nói đến một đại tai họa, một cú sốc khủng khiếp. Trong 2 tuần, số người đăng ký thất nghiệp ở Mỹ tương đương với số người bị mất việc trong vòng 6 tháng khi nổ ra cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 2008. Các hãng nhỏ đã nhanh chóng sa thải nhân viên vì không đủ tiền để tiếp tục trả lương cho họ trong lúc mà hãng phải đóng cửa. Bộ trưởng Bộ Lao động Mỹ kêu gọi các công ty với dưới 500 nhân viên cố gắng chịu đựng. Chính phủ đang chuẩn bị một kế hoạch 350 tỷ đô la để hỗ trợ cho các công ty này. Bộ trưởng Tài chính Steve đã khuyến khích các doanh nghiệp duy trì đội ngũ nhân viên vì chính phủ vừa giải ngân khoản tiền nói trên. Kể từ ngày thứ Sáu, tức là hôm nay, các chủ doanh nghiệp có thể ra ngân hàng vay tín dụng với điều kiện cam kết không sa thải nhân viên và các cộng tác viên hay với lời hứa sẽ tuyển dụng trở lại những người vừa bị mất việc. Tuy nhiên, biện pháp này không đủ để ngăn chặn làn sóng thất nghiệp đang dâng cao, kể cả trong lĩnh vực công nghiệp, phân phối, ngành du lịch và vận tải. Đây là một trong lĩnh vực có nhiều người lao động độc lập, số này chiếm khoảng 34% nguồn nhân lực tại Hoa Kỳ. Và trong lúc Mỹ vượt qua mốc 5.000 ca tử vong vì cúm Vũ Hán, thị trưởng Los Angeles đã kêu gọi người dân của thành phố lớn thứ hai của Hoa Kỳ đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Đây là hình ảnh thị trưởng thành phố Los Angeles Eric đeo khẩu trang khi phát biểu tại một buổi họp báo thường nhật vào hôm 1 tháng 4 năm 2020. Ông kêu gọi người dân đeo khẩu trang khi ra đường. Thị trưởng Eric nói rằng mọi người không nên dùng khẩu trang y tế đang khan hiếm mà các bác sĩ y tá đang cần của nó. Nhưng sử dụng các loại khẩu trang vải sẽ giúp giảm sự lây lan của cúm Vũ Hán. Cho tới lúc này, các quan chức y tế Liên bang Mỹ chưa đưa ra khuyến nghị gì cho công chúng về việc đeo khẩu trang. Trong khi đeo khẩu trang là điều bắt buộc ở Việt Nam, thì điều này không được khuyến khích ở Mỹ trong thời gian dịch cúm Vũ Hán. Thị trưởng Kenty cũng cho biết rằng đeo khẩu trang không phải là một lời mời cho mọi người đột nhiên đi ra ngoài, mà rằng họ nên ở trong nhà trừ phi phải đi làm việc thiết yếu như mua sắm thực phẩm. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC vào hôm 1 tháng 4 năm 2020 cũng đã cảnh báo rằng bất kỳ ai có thể là người mang mầm bệnh cúm Vũ Hán ngay cả khi họ không có bất kỳ triệu chứng gì. CDC khẳng định một nghiên cứu của Singapore cho biết 10% số các trường hợp dương tính mới được lan truyền bởi những người không có dấu hiệu mang bệnh. Và Tổng thống Mỹ Donald Trump không đáp ứng lời kêu gọi ban hành lệnh ở nhà toàn quốc vì dịch cúm Vũ Hán. Thay vào đó, ông cho biết sẽ để cho các thống đốc từng tiểu bang quyết định tùy theo tình hình của từng nơi. Đây là hình ảnh của Fox News đưa tin vào hôm 1 tháng 4 cho biết tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã có hơn 200 thủy thủ có kết quả dương tính với cúm Vũ Hán. Con tàu này đã ghé cảng Đà Nẵng của Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 3, sau đó 2 tuần đến hôm 24 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thông báo tàu có 3 ca nhiễm đầu tiên. Dù vậy, chính quyền của ông Tổng thống Donald Trump đã đưa ra hướng dẫn kêu gọi người dân làm việc tại nhà nếu có thể, và đóng cửa trường học và tránh tụ tập. Ông Trump cho hay đang cân nhắc việc giới hạn du hành nội địa bằng đường sắt, đường không tại những điểm đóng của cúm Vũ Hán đang hoành hành tại Mỹ. Trong ngày 2 tháng 4, 5 tiểu bang như Florida, Kentucky, Mississippi, Nevada và một số bang khác đang ban hành lệnh gia hạn, lệnh ở nhà. Hơn 285 triệu dân Mỹ tại 40 tiểu bang đã nhận được lệnh hoặc được khuyến cáo ở nhà do thống đốc ban hành. 10 bang còn lại chẳng hạn như Iowa và Nebraska và các thống đốc còn đang lưỡng lự ra lệnh cho toàn bang ở nhà, nhưng một số địa phương trong bang đã yêu cầu cư dân chớ có ra đường. Các viện dưỡng lão ở Mỹ mấy tuần nay đã bị phong tỏa theo lệnh liên bang để bảo vệ các cư dân già yếu tại đây trước cơn bão cúm Vũ Hán đang tràn qua nước Mỹ. Và cùng ngày, ngày 2 tháng 4 năm 2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vận dụng luật sản xuất quốc phòng để hỗ trợ cho các công ty sản xuất máy thở cho bệnh nhân cúm Vũ Hán có được nguồn vật tư cung cấp thiết yếu đủ để sản xuất các thiết bị cung cấp cho nước Mỹ. Đây là hình ảnh bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc bệnh viện dị ứng và bệnh viện truyền nhiễm quốc gia Hoa Kỳ và là thành viên của đội đặc nhiệm chống dịch cúm Vũ Hán của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đang bị đe dọa ám sát và cần được bảo vệ 24/24. Tờ báo New York Post, đài NBC và CNN đã đưa tin như vậy.
Các giới chức nói rằng Mỹ chung cuộc sẽ cần tới hàng chục ngàn máy thở nữa. Thống đốc bang New York Andre ngày 2 tháng 4 cảnh báo nguồn cung máy thở trong tiểu bang này có thể cạn kiệt trong 6 ngày tới nếu số người nguy kịch vì cúm Vũ Hán tiếp tục tăng như tỷ lệ hiện nay. Ông cũng yêu cầu cư dân New York che mặt ra đường để ngăn cúm lây lan. Ông khuyên mọi người tự chế khẩu trang hoặc dùng khăn choàng, khăn quấn đầu làm vải mặt che mặt thay vì khẩu trang chuyên dụng dành cho nhân viên y tế vốn đang rất thiếu hụt. Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm 2 tháng 4 được xét nghiệm cúm Vũ Hán lần nữa và cho kết quả âm tính. Lần đầu tiên ông Trump đã được xét nghiệm là hồi tháng trước sau khi tiếp xúc với một quan chức Brazil, người mà sau đó có kết quả dương tính với cúm Vũ Hán. Trong khi đó, Ủy ban Dân chủ toàn quốc vào ngày 2 tháng 4 loan báo hoãn cho tới trung tuần tháng 8 sự kiện đề cử ứng viên cho cuộc bầu cử Tổng thống được dự đoán vào cuối năm nay sẽ thực hiện. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 4 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.